ngày 14 tháng 11, cô nụ Bắc Giang gửi 300.000. Xin kính chào cô bác, anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Các bác ạ, tập phim trước thì cháu thông tin đến các bác về cái ngôi nhà của hai anh em mồ côi. Hiện tại thì sau khi trao phần quà của bà Hợp xong ở trong nhà thì hai anh em tiếp tục làm thịt ăn. Thì vừa rồi thì cháu tuyên hộ hai anh em Thái. Bây giờ thì hai anh em xào ăn thôi. Khi mà đợi hai anh em xào ăn thì cháu Tuyên sẽ đi đo cái phần ở trên này. Không cần đào nhiều đâu Xính, đợi vung vào đi. Vó lúc cảnh. Nó chua nên thì mà ở lúc cảnh nó đi nè. Lúc vó nó đi nè. Lấy kia tí là thổi vào cơm bụi hết. Trước khi vào làm việc thì Xính chào các bác đã nhá. Cháu Xính xin chào các ông, các bà, các bác, các chú đây. Cháu Xính xin chào các ông, các bà. Các bác, các chú. Các bác, các chú. Các anh chị. Các anh chị. Chào anh. Chào anh tôi. Rồi, và thì đang mải đun bếp. Trước khi cháu Tuyên thông tin đến các bác về tất cả các khoản quỹ trong ngày hôm nay thì cháu Tuyên sẽ nghiên cứu xem là cái phần này làm kiểu gì. Và khi mà các bác thấy cháu Tuyên lên sóng và cháu Tuyên lên kế hoạch rồi là che phủ cái chỗ này kiểu gì thì các bác có thể để lại comment hoặc là hướng dẫn trực tiếp cháu Tuyên nhé. Để lại comment cũng như là gọi điện trực tiếp cháu Tuyên để hướng dẫn cho cháu Tuyên có những kế hoạch cũng như là phương án nào hay hơn thì các bác có thể để lại comment nhé. Cháu Tuyên dự kiến là sẽ quay bạt hết toàn bộ cái phần bên này xuống này. Thì sau khi quay xong thì ở cái chỗ góc bên này này, cháu Tuyên sẽ khoét ra một lỗ để mà đường đi lại làm thành cái cửa ấy. Bạn cameraman đứng ở bên này đi, không cần di chuyển nhiều đâu. Đấy, phạm vi rộng rộng một tí cho các bác xem ở khu vực này này. Tại vì là cái chỗ này nó khá là rộng nên là cháu Tuyên muốn là quay hết toàn bộ cái chỗ này, treo từ trên cái xuống nhé các bác nhé. Đinh đóng từ trên cái xuống thì bây giờ cháu Tuyên sẽ lên kế hoạch là cần chuẩn bị những cái gì nhé các bác nhé. Trong cái quá trình mà cháu Tuyên ghi hình thì cũng mong muốn là sửa lại một chút để cho các cháu có thể tạm thời ở. Sau đó thì một thời gian sau, nếu như mà có duyên lớn hơn, có sự trợ duyên của cô bác anh chị và các nhà hảo tâm thì hy vọng là hai bé sẽ có một cái ngôi nhà khang trang để có thể sinh sống. Cháu Tuyên mong muốn là sẽ sử dụng bạt để quay từ trên cây xuống, nhưng mà cái này nó là hình tam giác nên là cũng hơi khó để mình xử lý. Cháu Tuyên cũng sẽ cố gắng làm sao để mà xử lý cái chỗ này nó dễ dàng hơn và nó có thể là nhìn nó vào mắt thẩm mỹ nó cũng phải đẹp một tí, sau đó là mình che phủ thì cái nước mưa nó không bị hắt vào trong các bác nhé. Thì có lẽ là sử dụng đến khoảng 1 cân đinh này, 1 kg đinh 5 để đóng này. Ngoài đinh ra thì mình sẽ phải sử dụng một số cái loại cao su ấy, nó là xăm cao su ô tô ấy các bác, để mình đóng vào cái đầu đinh ấy cho nó có cái điểm tựa, cái bạt nó không bị tụt ra. Sẽ cần chuẩn bị cao su để đóng này và bạt nữa các bác ạ. Bạt thì khả năng cao là cháu Tuyên sẽ sử dụng hai tấm. Một tấm to là mình có thể phủ ở ngoài này, một lớp ngoài này. Sau đó ở trong, ở phần trên nữa là một tấm nhỏ nữa, là thành hai tấm, mỗi tấm là dài khoảng 4 mét. Hai tấm bạt. Và một tấm thì mình có thể đóng ở bên trên trần, tức nghĩa là cái chỗ mà trên ngủ ấy, để cái loại do bẩn bẩn này nó không bị rơi vào trên đầu các bác nhé. Chỉ đóng ở nguyên chỗ ngủ thôi. Còn cái chỗ bên này thì tới này mình có thể mua kiềng về xử lý cái chỗ này để làm cái chỗ đun bếp, nên là không cần phải đóng. Thì cái chỗ này, khung này nó rơi vào khoảng độ 3 mét vuông các bác ạ. Tất
Tấm ở bên ngoài thì hai tấm, một tấm dài là chiều cao là 2 mét và dài 4 mét. Một tấm này cao 2 mét, dài 4 mét. Cái tấm ở trên cao trên kia thì cháu Tuyên sử dụng tấm 2 mét, dài 4 mét. 2 mét, dài 3 mét. Đấy. Ngoài ra thì sẽ mua thêm cái kiềng cho các bạn này trước mắt để các bạn có thể đun nấu trong thời gian tới, thì có thể là sợ trời mưa các bác ạ. Cái này thì cháu Tuyên bắt buộc phải lên kế hoạch, bởi vì là khi mà lên chỗ hai bé thì cháu Tuyên phải chuẩn bị từ tối hôm trước. Khi mà lên ấy, thì sáng hôm sau là khoảng 4 đến 5 giờ sáng là cháu phải lên rồi thì mới kịp lên đây là khoảng 10 giờ. Rất là xa nên là đường đi lại khó khăn nữa các bác. Nên là cố gắng làm sao để mình ghi chi tiết rồi là đi chợ chỉ đi thẳng vào mua những cái đô này thôi. Sau khi mua xong thì sẽ mang lên trong ngày hôm sau. Mua cái kiềng để đun nấu. Ngoài ra thì các bác xem góp ý là mua cái gì thì các bác góp ý cho cháu Tuyên thông qua thư phim của cháu nhé. Đinh đóng này. Rồi là xem là còn ở trong này còn cái gì có thể mua nữa không. Tạm thời thì mình chỉ mua những cái đồ cơ bản thôi. Còn các bác bảo là mua thêm những cái đồ có thể là đắt tiền hoặc là cái đồ nó to lên thì mình mua những cái đồ đấy, vì căn nhà bây giờ mình chưa sửa được nên là không nên mua nhiều quá. Mua nhiều quá vào một lúc thì có thể là mình không kịp đun nấu, không kịp sử dụng thì người ta đã trộm mất đi rồi. Nên là cố gắng làm sao để mình cũng không tạo điều kiện cơ hội cho những kẻ xấu để người ta có thể trộm cắp. Nên là bản thân cháu Tuyên cũng cân nhắc làm sao để mình mua những cái đồ cần thiết thôi. Có thể người ta lấy nhưng không đáng kể bao nhiêu các bác. Vì những cái kiềng thì nó chỉ tầm 100-200 nghìn thôi. Thì mua cái đấy lên thì có thể là người ta có trộm đi chăng nữa thì mình có thể mua thêm cái khác. Hoặc là những cái đấy thì cháu Tuyên nghĩ là để người ta trộm thì cũng hơi khó. Người ta cũng chả cần thiết để lấy cái đấy. Người ta sẽ lấy những cái có giá trị hơn. Đặc biệt là đồ ăn và tiền. Thì rất dễ mất nên là mình có thể là cân đối, cân nhắc làm sao để mua cho nó phù hợp để cho các cháu ăn thôi. Ở đây thì khả năng cao là sẽ phải mua thêm một số cây về để sửa lại cái chỗ này này, sửa lại cái chỗ này để làm khả năng chờ tới này cháu Tuyên là về cháu Tuyên sẽ tháo toàn bộ cái tấm này ra này các bác này. Đấy, quay về đây cho các bác xem. Cái tấm này hiện tại bây giờ nó đã bị bở ra hết như thế này rồi thì nó lỏng hết cả cái tấm này rồi các bác ạ. Thì nếu như mà không cần thiết thì cháu Tuyên sẽ bỏ ra, còn nếu như mà cần thiết thì có khả năng là mình sẽ quây bạt ở phần trong để làm sao mà cái loại bẩn bẩn này nó không bị rơi vào người này, nó không bị rơi vào người trong lúc ngủ này. Đấy, nên là nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nó an toàn hơn đấy các bác, còn để cái này bên trong thì nó bẩn lắm. Có thể là mình bỏ ra hoặc là mình đóng bạt ở bên trong thì mình đóng xong thì mình lại lấp nó vào thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, tạm thời thì là như thế các bác nhé. Còn các bác góp ý xem là mua thêm cái gì thì các bác có thể góp ý cho cháu Tuyên nhé. Những cái đồ cần thiết thôi. Còn tạm thời những cái đồ mà nó không thật sự cần thiết thì tạm thời ngưng lại đã. Để mình mua sau, mua dần. Trong tương lai thì rất mong cô bác, anh chị và quý khán giả đồng hành cùng với kênh để có thể hỗ trợ cho các bé về quần áo, rồi là về ngôi nhà. Đặc biệt là ngôi nhà để hỗ trợ cho các bé tương lai để các bé có thể ở an toàn hơn. Đấy, có cửa đàng hoàng. Còn về vấn đề mà nhận các bé đi nuôi ấy, thì các bác cũng đã thấy là trong hành trình mà đi nhận các cháu đi nuôi nó khó khăn như thế nào đấy. Các bác cũng thấy là một trong ví dụ cụ thể nhất là bé Khánh. Thì các bác cũng thấy là anh Dũng, anh ở dưới Sơn Tây lên, Hà Tây lên ấy. Thì lên đến đây ấy, cũng rất là phức tạp đấy các bác ạ. Không đơn giản chỉ là lên là đưa các cháu đi đâu, mà lên thì mình còn phải xem là các cháu nó có thật sự có duyên với mình hay không, và các cháu nó có thật sự là quý mến mình không và muốn đi hay không, nguyện vọng các cháu như thế nào. Chứ không phải là các bác là cứ thích là các bác lên là các bác cứ đưa đi đâu. Như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như là cái cuộc sống tương lai các cháu sau này. Bản thân mình phải lắng nghe những ý kiến của người khác xem là người ta có thật sự đồng ý đi với mình không. Không phải là cứ điều kiện mình tốt là người ta thích đi đâu các bác ạ. Có thể là cuộc sống của mình ở dưới kia nó không phù hợp với các bạn nhỏ ở trên này. Mà đặc biệt hơn nữa là cái văn hóa. Văn hóa, rồi là ẩm thực, thức ăn đấy. Có thật sự phù hợp với mình hay không?
Theo như chị Giang My thì chị có muốn là cháu Tuyên mua thêm cho hai anh em một bộ bàn ghế ăn cơm. Đấy, mua một bộ bàn ghế ăn cơm. Là mua bàn ghế nhựa thôi các bác ạ. Đấy, ghế nhựa thôi. Cái này thì cháu Tuyên sẽ cố gắng thu xếp để mua lên. Ngoài ra thì sẽ mua thêm một hai cái bát cho các cháu nữa. Chín chưa? Hả? Xía chị tao? Xía là? Du, xía chị xíu. Chị tao xí hắn tao. Cháu tầm với chị hết. Đun một tí nữa nhá. Hôm nay thì làm ít thôi. Cháu Tuyên mua nhiều mà. Mua hơn 1 cân mà. Để cho các cháu ăn. Nhưng mà định làm hết rồi. Nhưng mà thấy là làm nhiều quá. Các bạn làm chín xong thì tí nữa có mấy bạn ở bên này về chơi. Tranh nhau ăn hết. Rút kinh nghiệm từ cái phần hôm trước. Là anh em cháu Tuyên mua 1 cân về. Làm hết luôn, bảo là làm xong thì để sáng hôm sau các bạn ăn, nhưng mà sau khi làm chín xong ấy thì các bạn ở bên này ấy, chạy sang để ăn cùng. Khi mà lúc đấy là cháu Tuyên đi rồi, hôm sau về gặp bé bé Xính, bé mới nói là không còn thịt rồi, hỏi ra thì mới bảo là các bạn về đây chơi thì các bạn cứ mở ăn thôi. Đấy. Nên là khó. Thôi thì mình cứ nấu nấu ít thôi, nấu đến đâu ăn đến đấy. Tối nay thì bạn Xính bạn nấu ăn, cháu Tuyên đã thái sắn ở túi túi để túi cho các bạn rồi, thì chiều chiều các bạn nấu ăn thì các bạn chỉ việc nấu ăn thôi, là không phải thái nữa. Xính nhá, anh bảo nhá, bây giờ anh ghi vào rồi nhá, xem là em có mua thêm cái gì không nhá, mua thêm cái gì thì bảo anh nhá. Bây giờ anh mua bạt về, anh quay cho em toàn bộ cái này này, đấy quay cho các bác xem toàn bộ cái này này, nhớ chưa? Anh quay hết, chay hết, xong là em ở đây nhá. Ngủ ở trong thì không phải sợ mưa gió, do là sợ cái này rơi vào người nữa nhá. Che hết từ trên cái cao cái xuống này, che ở dưới này này, và che ở bên trong nữa, che bên trên chỗ ngủ ấy nhá. Ngoài ra thì anh sẽ mua thêm cho em một cái kiểng để em nấu cơm ấy, biết không? Biết cái kiểng không? Lúc lúc cháu có chú nè, lúc ca lau nè, cái kia lùm mông á gì, lúc cò nè. Còn chị Giang My thì muốn tài trợ cho hai em cái bộ bàn ghế. Thì cái này anh sẽ mua lên sau nhá. Bây giờ thì em đi lấy bát về, xong là đợi cơm cho em ăn đi. Bây giờ cũng muộn rồi các bác ạ. Cũng khá là muộn rồi, cũng hai bạn cũng đói rồi. Nên là cho các bạn ăn cơm đã. Đây các bác này, bây giờ là 11 giờ 11 giờ 18 rồi, cũng đến giờ trưa rồi. Giờ cơm cho các bạn ăn cơm thì khi các bạn ăn cơm thì cháu Tuyên sẽ tiếp tục thông tin đến các bác về khoản tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Trước đó đã gửi đến cho hai anh em. Khi mà cháu Tuyên thông tin thì hy vọng là các bác các cô các chú theo dõi thật kỹ để có thể giám sát cái khoản tiền của mình, xem là cháu Tuyên đã cho vào trong danh sách đấy đưa đấy chưa. Còn nếu như mà chưa có thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với cháu để cháu Tuyên có thể bổ sung thêm và thêm vào danh sách để ủng hộ cho các cháu, để sau này cháu Tuyên sẽ trích ra sử dụng dần cho các cháu. Mọi lần cháu Tuyên lên thì các bác bảo là sao không mua rau lên cho các bạn ăn, thì thực ra này các bạn này ăn rau chán lắm rồi các bác ạ. ăn thịt thôi, ăn rau thì ăn suốt rồi, hôm nào cũng ăn rồi, ngoài rau ra thì các bạn còn nước lã nữa để chan mèn mén. Chỉ mỗi chỉ chờ luôn ạ. Hai mò mà. Ta. Ui, nóng quá các bác ạ. Không có gì nhấc được cho các bạn xuống để cho các bạn ăn. Ở đây có mỡ, cháu Tuyên cũng dặn là chiều
bé Xính đi xin cái rau ấy. Về thì cái mỡ này sẽ cho vào rau để nấu ăn. Là tiện. Đây, nó Xính ai mỡ. Nhỏ đêm đêm mình chỉ hả? Thơm lắm các bạn ạ. Thử một miếng xem như nào. Thơm. Không gì đâu. Gì đâu. Mùi rốt tệ. Rốt tệ là cho mà nọ. Đây, Xính vào đây. Vào đây ăn đi. Cái mỡ này thì chiều em đi xin được rau về thì nấu rau ở đây nhá. Ủa rau đi hả? Cho một ký rau hả? Nó tàm mà vô hả? Trước khi ăn thì hai bạn này mời cơm đã nhá. Quay tay vào, quay tay vào. Cho nó chát đĩa cho. Cháu Xính, hai anh em cháu mời các bác ăn cơm. Hai anh em. Lấy cổng hạnh. Hai anh em. Cháu mời các bác ăn cơm. Mời anh Tuyên. Ăn cơm. Ăn cơm. Rồi, ăn đi. Xin phép các cô các bác nhá. Thì cháu Tuyên mời các bác, các cô, các chú ăn cơm cùng với hai anh em nhé. Trong lúc hai anh em ăn cơm thì cháu Tuyên xin thông tin đến các bác và quý khán giả về cái khoản hỗ trợ của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm từ cái ngày bắt đầu ghi hình và bắt đầu nhận sự hỗ trợ đầu tiên đến cái ngày hôm nay. Và tổng tất cả các khoản quỹ thì cô bác, anh chị và quý khán giả đang theo dõi thước phim của cháu Tuyên. Nếu như trong cái quá trình cháu Tuyên thông tin còn thiếu tên của mình thì các bác liên hệ với cháu Tuyên nhé. Có lẽ là cháu Tuyên sẽ đọc từ từ để cho các bác nghe và các bác xem là có tên của mình hay chưa. Nào, ôp bao giờ? Nè, nó mó hết hả? Nó sao gầy hả? Nói gì tao? Cháu Tuyên bắt đầu đọc các bác nha. Ngày 13 tháng 11, chị Phương hỗ trợ 400.000. Ngày 13 tháng 11, bà 72 tuổi hỗ trợ 300.000. Ngày 14 tháng 11, chị Hoa ở Florida, Mỹ hỗ trợ 7.100.000 đồng. Thì cái số tiền này thì chị có yêu cầu là hỗ trợ cho kênh là số tiền là 600, còn lại là 6.500.000 thì chị muốn mua cho cái màn, cái chăn, cái gối và 3 bộ đồ ăn sáng. Ngày 14 tháng 11, cô Nụ Bắc Giang gửi 300.000. Ngày 14 tháng 11, em Lan Anh Hà Nội và cộng sự gửi 2.000.000. Ngày 14 tháng 11, cô Sen Hà Nội gửi 200.000. Ngày 14 tháng 11, cô Tuyết và cô Lan hạ 400.000. Ngày 14 tháng 11, cô Hà Phú Yên gửi 500.000. Ngày 14 tháng 11, cô Phùng Thị Hằng 200.000. Ngày 14 tháng 11, cô Huyên gửi 1.000.000 mua quần áo. Ngày 15 tháng 11, cô Thiệu gửi 500.000. Ngày 15 tháng 11, cô Chi gửi 500.000. Ngày 15 tháng 11, cô Trương Thị Nhiên ở Cali gửi 200 đô, được 4.800.000. Thì cô muốn là 800 ủng hộ cho kênh, còn lại thì là 4.000.000 ủng hộ cho hai anh em. Ngày 15 tháng 11, bác Lê Đặng Hà gửi 1.000.000. Ngày 15 tháng 11, chị Ngọc Diệp gửi 200. Ngày 15 tháng 11, cô Nhuận và cô Bảy ở Đồng Nai gửi 600.
ngày 16 tháng 11 cô Lê Thị Quyên gửi 5.100.000. Thì 100 là cô muốn cho ủng hộ cho cháu Tuyên để đổ xăng. Ngày 16 tháng 11 cô Lóng và cô Lan gửi 2.000.000. Trong đó thì cô yêu cầu là cho kênh 200. Xính lấy cơm cho em luôn. Bao hải gì bao? À, đọc đến cô Lan rồi các bác nhỉ. Đang mải sới cơm cho các cháu, các bác thông cảm nhé. Ngày 16 tháng 11 thì cháu Tuyên trích mua đồ dùng hết 1.670.000. Trong đó thì cháu Tuyên có mua nồi này, mua chăn này, mua siêu đun nước này và mua một số đồ dùng nhu yếu phẩm nữa. Ngoài ra thì trong đó là mì tôm, có cả mì tôm nữa các bác nhé. Thì hôm đấy thì cháu Tuyên mua lên thì các bác cũng thấy rồi, cháu Tuyên ghi phim đàng hoàng. Ngày 17 tháng 11 của chú Uẩn gửi 500.000. Ngày 17 tháng 11 cô Xuân Bình Định gửi 300.000. Ngày 17 tháng 11 cô Sally Lam ở bên Mỹ gửi 4.670.000. Cô ủng hộ cho kênh 400.000, còn lại thì ủng hộ cho hai bé. Ngày 17 tháng 11 cô Anh Đồng ở Hải Dương gửi 500.000. Ngày 17 tháng 11 cô Nguyễn Thị Tính gửi 300.000. Cùng ngày cô Trần Thị Kim Mỹ Trần Thị Kim ở bên Mỹ cô Trần Thị Kim Mỹ gửi 1.000.000. Ngày 17 tháng 11 cô Vũ Thị Chiên gửi 200. Thì cũng cùng vào ngày 17 tháng 11 thì cháu Tuyên trích mua một số đồ nhu yếu phẩm như sau. Mua cái hòm hết 540.000. Mua thêm một cái nồi bật lửa, thịt và cá mắm. Tổng chi trong ngày hôm đấy là hết 920.000. Ngày 18 tháng 11, anh Trần Văn Tuyển gửi 500.000. Ngày cùng ngày, cô Hà ở Phú Yên gửi 300.000. Tiếp tục vào ngày 18 tháng 11 thì cháu Tuyên đưa hai bé đi xuống chợ Yên Minh mua quần áo và mua giày dép hết 1.660.000 đồng. Ngày 19 tháng 11 cô Bùi Kim Tuyến gửi 800. Cùng ngày cô Hoa ở Thanh Hóa gửi 200. Cũng cùng ngày đó thì bà Mấn gửi 500. Tiếp tục là ngày 19 tháng 11 cũng là ngày các cô gửi mua quần áo. Xin lỗi các bác nhé, cái mua quần áo này cháu Tuyên ghi ở bên trên rồi. Ngày 19 anh Trần Văn Thép gửi 500.000. Ngày 19 tháng 11 cô Nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi 1.000.000. Chú Lê Công Luân gửi 500. Chú Đặng Văn Chính gửi 500. Anh Hiếu ở Vĩnh Phúc gửi 200. Ngày 20 tháng 11 thì bà Vũ Thị Hằng gửi 1.000.000. Bà yêu cầu mua màn và mua chiếu, mua nhu yếu phẩm. Ngày 20 tháng 11 cô Nguyễn Thị Phúc gửi 500. Ngày 20 tháng 11 cô Tô Thị Bốn gửi 600, ủng hộ kênh 100, còn lại 500. Ngày 20 tháng 11 bác Yên Canada gửi 1.000.000. Ngày 20 tháng 11 cô Hằng gửi 1.000.000. Ngày 20 tháng 11 cô giấu tên ở Vĩnh Long gửi 1.000.000. Ngày 20 tháng 11 bà Trần Thị Tuyết gửi 2.250.000. Ngày 21 tháng 11 cô Chu Thị Thúy gửi 700, ủng hộ kênh 100, còn 600 thì yêu cầu là mua gạo cho các cháu. Ngày 21 cô Hà Phú Yên gửi 300, chị Vi ở Vĩnh Phúc 300, chị Võ Thị Tuyết Nhung 300, anh Trương Minh Hưng 1.000.000, cô Thanh gửi 1.000.000, các cô ở Bắc Giang gửi 400, cô Yến gửi 1.000.000, cô Mai ở Mỹ gửi 1.000.000, chú Đặng Văn Vận gửi 500 mua gạo,
cô Trần Thị Liên ở Trung Quốc gửi 400. Bà Hòa, bà Trung, cả hai bà tổng gửi 700. Cô Nguyệt ở Tuyên Quang gửi 200. Tổng đến hết ngày đến nay đã chi là hết là 3.330.000. Quý còn sau ngày 22 tháng 11 còn 43.040.000 các bác nhá, 43.040.000 các bác nhá, cháu Tuyên đã tổng rồi, 43.3 triệu này, 040.000 trừ đi số tiền mà đã chi mua nhu yếu phẩm là 3.300.000 43.040.000 trừ đi 3.330.000 còn 39.710.000 các bác nhá. 39.710.000 thì đến ngày hôm đó thì cháu Tuyên chi mua thức ăn là 300.000 đấy. Trừ thêm 300.000 nữa các bác nhé. Tiếp theo ngày 23 tháng 11 bà Ngô Thị Lan gửi 500. Cô Trần Thị Hiền gửi 2 triệu. Anh ông Nguyễn Đình Hinh gửi 500. Bà Vũ Thị Lĩnh gửi 600. Cô Nguyễn Thị Minh Phương gửi 200. Anh Nguyễn Đức Tuấn gửi 200. Bà Huệ gửi 300. Nhóm bà Thảo ở Bắc Giang gửi 400. Cô Hoa 100. Cô Nguyễn Thị Khánh 500, chị Diễm Trang 100, bà Phan Minh Hưng, Phan Minh ở Hưng Yên gửi 1 triệu, Ngọc Vinh ở Hưng Yên gửi 300, đấy là vào ngày 24 tháng 11 các bác nhé, bà Mận ở Hưng Yên gửi 1 triệu, bà Hà Hưng Yên gửi 300, chị Linh Trang gửi 500, cô Thanh ở bên Mỹ gửi qua kênh Nắng Mai TV hỗ trợ 5 triệu. Và ngày 25 tháng 11 chú Thanh Lượng ở Phú Thọ gửi 400. Cô Nguyệt ở Mỹ gửi 3 triệu. Đấy, tổng đến ngày 26 tháng 11 tức nghĩa là hôm nay thì cháu Tuyên chi mua thịt là 150.000 đồng và chi mua tiền ăn sáng cho các cháu đặt cọc vào chỗ bà bán xôi là 500.000. Tổng từ ngày 23 đến hết ngày 26 là 14.300.000 đồng. Cộng với tổng quý trước đó là 39 triệu. Ba mươi chín triệu bảy trăm mười nghìn. Đấy, thì cháu Tuyên sẽ cộng cả hai cái này vào với nhau xem là còn bao nhiêu các bác nhé. 39.710.000 cộng với lại 14.300.000 đồng. Năm mươi bốn triệu không trăm mười nghìn. Ô cháu ơ chị nó cho hai món lớn đi từ từ hai đâu hay là món nó ta sao ổn nhất đi hả đấy. Còn cháu Tuyên đã đọc thông tin ở trên, nếu mà còn thiếu cô bác anh chị và các mạnh thường quân nào các bác đã gửi mà chưa thấy danh sách mình ở trên cháu đọc ấy thì các bác liên hệ cho cháu Tuyên để cháu Tuyên kiểm tra và bổ sung vào quỹ nhé. Ngoài ra thì những khoản tiền của các bác đã gửi về, cháu Tuyên đã trích mua gì, rồi là trích vào đâu để làm gì thì cháu Tuyên cũng đã thông tin rất rõ ràng cho quý khán giả và các nhà hảo tâm được biết.
và quyển sổ của cháu ở đây thì cháu cũng đã ghi rõ ràng chi tiết những người gửi. Còn các bác gửi bao gồm là mua cái gì, mua cái nào thì cháu Tuyên không ghi. Bởi vì là xác định từ ban đầu, các bác gửi thì các bác cũng đã nhắn qua nội dung ở trên trên các cái thông tin mà các bác liên hệ với cháu Tuyên rồi. Rất là cảm ơn cô bác anh chị và quý khán giả đã đồng hành cùng với kênh Hoa Của Núi, giúp đỡ cho bé Xính và bé Và, giúp đỡ cho các bạn có được cuộc sống tốt hơn. Nào, chia gì? Chia gì? Giống gầy mê mê. Đi nè. Chị nhảy gió lò nè. Này, giấu đê đê mê chị. Nó chỉ ta mua cơ hò. Cơ ta hú vó ta lúc cảnh hò. Ngồi nhiều mỏi chân quá các bạn. Tê hết cả cái chân rồi. Xính đi đâu rồi? Xính mua gì đó? Hả? Dẫn gì ra? Xính đang rửa bát các bạn. Đây, hôm nay thì cháu Tuyên lên kế hoạch là sửa chữa căn nhà, cũng như là thông tin đến các bác. Thì với cái tiền quỹ của các bạn nhỏ cũng như là các hoàn cảnh gia đình khó khăn, thì cháu Tuyên xin thông báo với các bạn, các bác, các cô, các chú và các nhà hảo tâm một lần nữa, để cho các bác có những cái sự chuẩn bị và không phải nhắc nhở cháu Tuyên nhiều nữa. Thì các bác cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là mỗi một tuần cháu Tuyên sẽ thông tin một lần nhé các bác nhá. Để tránh trường hợp là các bác sợ cháu Tuyên quên hay là sợ cháu Tuyên lại không thông tin. Thì để tránh làm ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là chất lượng công việc, thì cháu Tuyên sẽ một tuần thông tin cho các bác một lần, để cho các bác nắm bắt được cùng với cháu Tuyên. Và tất cả các khoản chi tiêu ở trong cái cuộc sống của các bạn này, thì cháu Tuyên mua những cái gì và có những sự thay đổi nào, thì có lẽ cô bác anh chị và quý khán giả là người tinh tế và là người hiểu rõ nhất và biết rõ nhất về tất cả các thước phim mà cháu Tuyên ghi hình. Đó. Còn những cái gì chưa rõ ràng thì các bác có thể để lại comment ở phần bên dưới video nhé. Hoặc là liên hệ trực tiếp với cháu Tuyên. Cháu Tuyên sẽ giải thích những cái thắc mắc của các bác. Để làm sao khi mà cháu Tuyên trong cái quá trình hỗ trợ các bạn nhỏ có những cái sự minh bạch rõ ràng và quan điểm chung, thì chúng ta cùng nhau giúp đỡ và cùng nhau xây dựng những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, để các bạn có được một cuộc sống tốt hơn và các bạn có được những cái gì xã hội cũng như là mọi người có tấm lòng hảo tâm, có tấm lòng vàng bù đắp và giúp đỡ cho các bạn. Bản thân cháu Tuyên thì cũng đang cố gắng nỗ lực hết mình. Ngoài ra thì cũng có những cái sự hỗ trợ của cô bác anh chị và tất cả quý khán giả, các nhà hảo tâm đồng hành cùng với kênh Hoa Của Núi, cũng hỗ trợ thêm được những phần tiền xăng cho cháu Tuyên. Cháu Tuyên cũng rất là cảm ơn các bác, và cháu Tuyên cũng mong muốn trong thời gian tới thì các bác, các cô, các chú tiếp tục đồng hành cùng với kênh Hoa Của Núi để hỗ trợ thêm cho các bạn nhỏ này. Dưới lưu cảnh lo chế, sai sai. Trả lo chế. Múc cây luôn à. Lên đi. Bây giờ hai bạn về đây nhá. Hai bạn cũng vừa nghe anh thông tin. Có lẽ là hai bạn ăn cơm cũng không để ý lắm. Với lại thì các bạn có nghe anh, có hiểu anh đọc gì không vừa nãy? Xính có hiểu anh đọc cái gì không? Không hiểu à? Cái đấy là anh nói rõ cho Xính biết nhá. Để Xính biết được nhá. Thì cái tiền này vừa nãy anh đọc á, là tiền của các bác, các cô, các chú thương hai anh em, thì gửi về hỗ trợ cho hai anh em. Vì là hai anh em không có thẻ, không có thẻ để được để tiền ấy, thì anh là người tạm giữ cho hai em và chi tiêu tất cả những cái đồ dùng cũng như là thức ăn mà các bác, các chú gửi về giúp đỡ cho hai anh em thì anh giữ hộ. Và anh cũng đã vừa thông tin rồi đấy, anh đọc danh sách nhiều đấy, là tiền các bác gửi về giúp đỡ cho hai anh em nhá, nhớ chưa? Nhớ. Ừ.
Bây giờ thì hai anh em gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân nhé, các bác giúp đỡ nhé. Xính thay mặt cho hai anh em đi, gửi lời chào đến các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, sau đó thì cảm ơn các bác nhé. Xính bắt đầu nào. Cháu Xính. Chào Xính. Xin chào các ông các bà. Xin chào các ông các bà. Các bác các chú. Các bác các chú. Các anh chị. Các anh chị. Các nhà hảo tâm. Các nhà hảo tâm. Các mạnh thường quân. Các mạnh thường quân. Đã ủng hộ. Đã hộ. Đã ủng hộ. Đã ủng hộ. Giúp đỡ. Giúp đỡ. Những cái khoản tiền lớn. Như khuyết thiện. Những khoản tiền lớn. Như khuyết tiền lớn. Giúp đỡ cho hai anh em cháu. Giúp đỡ cho hai em cháu. Cháu cảm ơn các cô, các bác, các ông, các bà. Cháu cảm ơn các ông, các bác. Các ông, các bà. Các ông, các bà. Các bác, các chú. Các bác, các chú. Các anh chị. Các anh chị. Rất nhiều. Rất nhiều. Chúc tất cả mọi người. Chúc các bạn. Chúc người. Tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người. Thật nhiều mạnh khỏe. Thật người mạnh khỏe. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Cảm ơn anh Tuyên. Cảm ơn anh Tuyên. Đã cố gắng giúp đỡ hai anh em. Đã cố gắng giúp. Đã cố gắng giúp đỡ hai anh em. Đã cố gắng giúp. Đỡ. Đỡ hai em. Chúc anh sức khỏe. Chúc anh sức khỏe. Rồi, anh cảm ơn Xính nhá. Bây giờ hai anh em bây giờ em và nói nhá. Nhìn đi kia. Riêng một tổ. Cháu và cảm ơn các ông các bà. Cháu và. Cháu và. Cảm ơn các ông các bà. Cảm ơn. Cảm ơn. Các ông. Các ông. Các bà. Các bà. Các bác. Các bác. Các chú. Các bộ. Các chú. Các chú. Các chú. Các anh. Các anh. Các chị. Các anh chị. Cảm ơn anh Tuyên. Cảm ơn anh Tuyên. Hôm nay thì cháu Tuyên thông tin như vậy thôi, đến với toàn thể có bác anh chị và quý khán giả. Những cái khoản tiền của hai anh em cũng như là các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hai anh em. Nếu như cô bác anh chị và quý khán giả có thắc mắc hay là có theo dõi ký còn chưa có tên của mình thì các bác liên hệ trực tiếp với cháu Tuyên nhé. Cháu Tuyên sẽ tiếp tục thông tin đến các bác ở những thước phim sau, sau khi mà cháu đã bổ sung. Còn về sự thay đổi của cháu Xính và cháu Và thì ở thời điểm hiện tại bây giờ, hôm nay là ngày 26 tháng 11, thì căn nhà của hai anh em vẫn vậy nhé các bác nhé. Thì không có sự thay đổi nào khác, bởi vì bản thân cháu Tuyên hiện tại mới đang lên kế hoạch để chuẩn bị sửa sang lại tất cả những cái gì còn đọng lại, cũng như là những cái gì còn chưa sửa chữa thì cháu Tuyên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với hai bé trong một suốt thời gian dài nữa. Nên là cô bác anh chị và quý khán giả cứ yên tâm và bình tĩnh chờ đón những thước phim, những cái sự thay đổi lớn của hai anh em. Một sự trong những sự thay đổi dần dần và từ từ. Chúng ta cũng không nên thay đổi quá đột ngột để làm cho các cháu có không có được chuẩn bị những cái tinh thần tốt để mà sẵn sàng đón nhận những món quà đó. Cháu Tuyên cũng xin thay mặt hai bạn nhỏ, đó là bạn Xính và bạn Và, gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm. Nào, giờ cháu thưa dự các nhà hảo tâm và quý khán giả, các mạnh thường quân và các ông, các bà, các bác, các chú trong và ngoài nước, đặc biệt là những mạnh thường quân đã đồng hành cùng với kênh Hoa của Núi trong suốt thời gian dài, luôn luôn đồng hành, luôn luôn ủng hộ, luôn luôn giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những cái khoản tiền rất lớn, hỗ trợ cho các cháu kịp thời có được những cái phần quà cũng như là những cái khoản tiền để giúp đỡ cho các cháu nhỏ. Cảm ơn cô bác anh chị và cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm một lần nữa. Cháu Tuyên xin nghiêng mình cảm ơn và sự quan tâm sâu sắc cũng như là tấm lòng vàng, tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Cảm ơn các bác, các cô, các chú rất nhiều. Bây giờ thì ba anh em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Hai bạn thì được ăn cơm rồi. Hai bố con thì hôm nay không mang thức ăn đi, không mang đồ đi, nên là hai bố con tranh thủ làm mỗi người một hộp sữa thôi. Các bác bảo nhiều lúc thì anh em sướng lắm nhưng mà không phải đâu các bác ạ. Cháu Tuyên thì chỉ muốn làm sao mà các bạn nhỏ này có thể được các bác giúp đỡ được thêm nhiều hơn. Chứ còn bản thân cháu Tuyên cũng không sân si, cũng không đòi hỏi,
không có bất cứ một cái gì có thể hiểu được, không có ai hiểu được bản thân các cháu đi làm đâu. Khi mà các cháu đi làm thì muốn là chia sẻ câu chuyện thực tế cũng như là giúp đỡ nhiệt tình cho các bạn nhỏ này. Bản thân các cháu thì cũng tranh thủ là có thể những lúc kịp thời gian thì mua thêm một hai cái hộp cái lương khô có thể mang đi theo để ăn, hoặc là kịp thì mua thêm trái nước, hai trái nước. Còn không kịp thì lên bản như thế này là về những cái quán tạp hóa bên này là mua lọ sữa như thế uống tạm để cho cái bụng nó đỡ 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 sôi thôi các bác ạ. Thật sự là cháu Tuyên cũng mời các bác nhé, mời các bác uống sữa cùng với hai bố con, mỗi người một lọ thôi các bác ạ, cũng không có nhiều, điều kiện gia đình cũng không có. Đi giúp các cháu này chỉ mong sao là tất cả mọi người và tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ cho các bạn nhỏ ấy thôi. Bản thân cháu thì cũng không có mong muốn là mình sẽ khá giả lên từ những cái công việc này hay là có thể chuộc lợi từ những cái phần như thế này. Nhiều lúc thì cháu Tuyên chỉ muốn bán 1, 2, 3 lít mật ong gửi đến các bác, các cô, các chú. Các bác mua ủng hộ cho cháu thì được thêm một vài đồng để cháu có thể đổ xăng và đi lại. Còn đi bộ thì xa lắm các bác ạ. Đi bộ thì nếu mà lên đến đây thì mất hàng tuần rời đấy. Đi xe thì có thể là cháu đổ vào xe khoảng 5 lít thì sẽ đủ đi khoảng một ngày quay về. Còn nếu như mà hôm nào mà quên đổ thì về thì xác định là sẽ mua xăng ở dọc đường. Mua như thế thì nó đắt hơn rất là nhiều. Đấy. Cháu Tuyền mời các bác nhé. Thật sự là bây giờ là khoảng 12 giờ kém rồi. 12 giờ kém 10 rồi. Rất là đói rồi các bác này. 12 giờ kém 10 chứ không phải là cháu Tuyên nói phét các bác nhé. Đây này, 12 giờ kém 10 này. Xuất phát từ sáng nay là 5 giờ ở Yên Minh. Bắt đầu xuất phát trời tờ mờ sáng thôi. Hai bố con nó cóc đi lên rồi. Ngày Chủ nhật nên là hai bố con đi lên sớm hơn. Thì lên thì tầm 5 giờ thì chưa có quán nằm ở cửa đó các bác. Tranh thủ hai bố con mua mỗi người một cái bánh mì là ăn vội vàng lên đường thôi. Đây là góc riêng, chia sẻ riêng các bác nhé. Không phải là cháu Tuyên chia sẻ như thế để khóc than các bác giúp đỡ, không phải đâu các bác nhé. Chia sẻ như thế này cho vui thôi. Để xem là ngoài những cái lúc mà cháu Tuyên chia sẻ những cuộc sống các bạn ra thì cháu Tuyên còn làm gì. Thực ra thì khi mà quay xong ấy thì cháu Tuyên sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục làm công việc riêng của mình. Đó là ăn uống, rồi là tranh thủ xem có cái gì ở trong cái hộp đồ này thì mình có thể lôi ra mình uống. Cảm ơn các bác anh chị và chào cháu Tuyên, xin chào các bác nhé.